bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru êm mái như đồng lúa chiều dì sao. Tiếng ru bên thềm chẳng ta soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin họ hàng thân tộc và quý vị thân hữu xa gần. Vợ, mẹ, bà nội, bà ngoại của chúng tôi là bà Trần Thị An, sinh ngày 11 tháng 9 năm 1934 tại Cần Thơ, đã từ trần lúc 9 giờ 49 sáng ngày thứ Hai, ngày 2 tháng 1 năm 2017 tại Belmont, North Carolina, hưởng thọ 83 tuổi, chương trình tang lễ thứ Bảy ngày 7 tháng 1 năm 2017, 1 giờ trưa, nghi thức phát tang và viếng xác từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối tại nhà hoàng McLean, 515 Central Avenue, North Carolina, 28012, di quan và an táng ngày Chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2017 lúc 12 giờ rưỡi trưa từ nhà hoàng McLean đến nghĩa trang Sharon Memorial Park 5400 Monroe Road, Charlotte, North Carolina 28212. Tang gia đồng kính báo chồng ông Phạm Đình Thiện, trưởng nữ Phạm Thanh Trúc chồng và các con, thứ nữ Phạm Trúc Mai chồng và các con, trưởng nam Phạm Quốc Thông, thứ nữ Phạm Mai Lan chồng và các con, thứ nam Phạm Quốc Tùng vợ và các con, Úc Nam, Phạm Quốc Trường và con. Cáo phó này thay thế thiệp tang. Cháu là Bùi Văn Bằng, người con rể cả của ông bà Nguyễn Như Thế và Vũ Thị Thơm, thông gia với bác Thiện và An. Thay mặt các em, con cháu đến đây chia sẻ tâm tình đến bác trai và tất cả tang quyến. Cái chết đến không khoan nhượng, không xót thương, nó làm chia lìa mọi thứ tình yêu, phân ly mọi mối quan hệ, sụp đổ mọi ước mơ, mọi dự tính tương lai. Thời gian là liều thuốc, xoa dịu đi nỗi đau, thời gian làm giọt lệ, rồi cũng phải khô mau. Tim người giàu tan vỡ, tình người nghĩa đồng hương, tìm đến an ủi người, lòng người được ủi an, xoa dịu nỗi thương đau, gia đình được bình an. Bác trai và tất cả tang quyến kính mến, thời gian có thể chữa lành tất cả, nhưng khó có thể chữa lành nỗi đau thương mất mát người vợ, người mẹ, bà nội, bà ngoại yêu quý của tất cả mọi người thân yêu trong gia tộc họ Phạm. Thời gian khó làm phai nhạt tình thương yêu, bên ngọn nến lung linh trên quan tài, mỗi người vẫn thấy hình bóng của bà Trần Thị An tỏa vào ký ức những nhớ thương. Thưa hương hồn bác Trần Thị An, chúng cháu là những người anh, người chị của Nguyễn Kim Hương, là người con dâu của bác và là vợ của em Tùng, người con trai yêu dấu của bác. Chúng cháu kính cẩn cúi mình trước hương hồn bác với tất cả lòng thương tiếc vô hạn. Bác đã ra đi nhưng hình ảnh trong tâm khảm của mỗi người không bao giờ phai mờ. Cũng kể từ đây, mỗi dịp hè không còn được gặp gỡ bác nơi vùng biển Mozambique, nhất là Tết cổ truyền dân tộc trên xứ người sắp đến, không còn thấy bác trên đầu đội nón theo kiểu Tây Phương. Cùng với gia đình, mọi người Việt hải ngoại hướng về quê hương, chúc nhau những điều tốt lành, cũng như khởi đầu những niềm hy vọng cho năm mới. Một cái Tết Đinh Dậu đã làm mất cả niềm vui phấn khởi cho gia đình, cho những người thân quen. Nó đã trở nên một nghi vấn trong thời gian này về sự ra đi, ai cũng hỏi tại sao. Sự chết không hẹn ngày, chỉ giờ cho ai cả, nó không ấn định năm tháng và cũng chẳng đếm xỉa gì đến tuổi tác. Nó đến bất ngờ, làm cho mọi người kinh ngạc, sự sống và sự chết đều là kỳ công của tạo hóa. Con người không thể làm ra được sự sống và cũng không tài nào cản ngăn được sự chết. Riêng gia đình là người chồng, người mẹ, bà nội ngoại khó nào quên được nỗi đau khổ này. Thế là người thân yêu vĩnh viễn ra đi, trong lòng luôn ghi nhớ những gì bác gái đã làm dành cho gia đình. Để ngày hôm nay tất cả gia tộc phải khóc thương vì người thân yêu đã vĩnh viễn ra đi, trái tim của mọi người đều tan nát. Nỗi đau thể xác đâu bằng nỗi đau trong trái tim của người chồng. Và tất cả con cháu đều nhớ nhiều về người vợ, người mẹ, bà nội, bà ngoại yêu quý này. Giờ đây trong tâm tình của những người con của tình nghĩa thông gia với bác, chúng cháu đứng trước linh cữu đốt lên vài nén hương thơm, biểu lộ tấm lòng thương tiếc và ghi nhớ hình ảnh bác mãi mãi, cúi đầu lại tạ kính chào bác,
nguyện xin ơn trên thương đến linh hồn, sớm đưa bác vào hưởng nơi vĩnh hằng, vĩnh cửu muôn đời. Bác như là người mẹ thân yêu của chúng cháu xin thưa thay cho người con của bác là Tùng Hương. Mẹ ơi nào biết nói gì, lạy mẹ ba lạy mọi điều thứ tha. Công hiền mẫu non cao biển rộng, phận làm con phải kính phải thờ. Nén hương nghi ngút khói đưa, hồn mẹ phảng phất như vừa đâu đây. Xin phái thỉnh mẹ về thụ hưởng, chút thành tâm hiệp nhất kính dâng. Chúng cháu là con cái của ông bà Thông Gia Nguyễn Như Thế và Vũ Thị Thơm, thành kính phân yêu thay mặt gia đình. Bùi Văn Bằng. Năm tháng chiến miên, trên bao xóm làng gần xa, tình mẹ dâng tới chẳng ai đứng lặng để nghe lời ru sao xuyên đôi đôi suối rừng dặn che, sóng ven thái bình im lìm khi tiếng mẹ ru thương con. Hát câu êm đềm dù lòng thơ ấu quặng dị khi thức trắng đêm, bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con, mái tóc trắng đành đẫm sương dù ai xa vắng trên đường sớm chiều. Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời để dầu, dù cho mái nắng nhưng lòng thương chẳng làm mau, vẫn mong quay về vui vẻ dưới bóng mẹ yêu, vẫn mong quay về vui vẻ dưới bóng mẹ. Vẫn mong quay về vui về dưới bóng mẹ yêu. Năm dắt càng chút đời về cô. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạc rào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều xì sao, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như dần trăng tròn mùa thu, tình
mặc hồ. Lời ru mang mát êm như sao diệu dược dương. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường. Con đã yên giấc mẹ hiền vui sương biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặng lội treo treo nuôi con tới ngày lớn tuổi. Dù cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng chưa ban mái đầu muộn phiền. Ngày đêm sớm tôi vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng chiến miên. Yeah.